Mà cậu gì? Mà cậu anh ơi. Ngồi. Nhưng mà cậu to ra kìa. Chị mới đang cầu rượu ăn rồi phải cho ra. Cho chị mới đi. Cho mày xem cái phiêu bé ngoan của chị mày này. Chị mày học giỏi quá đấy. Thấy chưa? Sáng sửa chưa? Sao lại? Chả thật chứ sao? Em lên làm chú hả? Cầm. Cầm nước để em cắm cho. Thôi. Cái mày cắm á? Vâng, chưa thôi. Vẫn làm được. Để cái này để em ngắm xem cháu nhà nó đẹp trai không. Anh bế vào nha, anh bế vào. Thôi, điên là ngắm phải bế em mới tỉnh ra mà đi được. Trời ơi. Thôi thôi ngồi ngồi đây đứng đứng. Ngồi nghỉ. Đấy, nhưng mà sáng không? Đúng rồi, đứng đâu. Thì vui là phải bảo mẹ anh ạ. Mẹ à. Mẹ đang đi làm cái gì ạ? Mày chiều cưới không phải chiều mai cứ kiểu nhiều việc không. Thằng này thằng này. Thằng được làm chú sướng đây. Sướng. Em thấy cái thằng thấy rối thì nãy thở đấy. Rối rít lên. Rối rít lên đi. Ô, pha ơi, mở cửa anh cái. Ừ. Ai chơi anh? Ừ. Yên à, tôi đi chơi gì? Đi Lai Ngọc với Khánh đi khám đây. Đi khám về hả? Ừ, chúng nó đang đi mua ít đồ ấy. Ô vậy thì khám hả? Khám ở bệnh viện trên nho quan anh. Ừ trên nho quan, tiếp trên nho quan mà nắng ngồi lắm. Ấy không? Hả? Nhưng mà cứ khám như anh. Xong rồi, đang ấy. Mày dạ. Sắp sửa là có cháu bé đấy em ạ. Thật á? Ừ, có rồi, có. Em không tin đâu. Không tin á? Vâng. Đây này, ê Khánh Ngọc này. Anh toàn trêu em rồi. Trêu gì? Mà cậu anh ơi. Cẩn thận. Ngồi. Ngồi. Nhưng mà cậu to ra kìa. Chị mới đang cầu rượu ăn rồi phải cho ra. Cho chị mới đi. Đó biết rồi nhưng mà có gì mà cậu to lắm rồi. Ngồi im nha. Ngồi im nha. Không, anh Khánh đi sao anh Khánh? Không, anh đi sao đâu mà. Ôi mẹ, Hòa đỡ, à đây, Khánh đỡ rồi. Nào. Dạy quá vậy. Khánh đã bảo nặng im, là nặng im. Chắc bị ốm hay bị sao đâu mà chăm gì. Ai bảo bị ốm, chị mày khỏe như trâu rồi, bảo ốm. Cũng sao anh mở cổng cho đỡ các thứ đi từ nãy giờ. Ừ, mày, đây này, anh cho mày xem cái phiêu bé ngoan của chị mày này. Chị mày học giỏi quá đấy. Ôi, bảo ngon. Thấy chưa? Sáng sửa chưa? Sao lại? Chả thật chứ sao? Em lên làm chú hả? Chả không chú mày chức to tướng ấy hả không? Ôi bị được 9 tuần rồi. Hả? Thật đấy đùa mày. Thật cái gì nữa? Thằng này đùa mày làm cái gì? Giờ nó có giấy đây. Chị mày nhiều tuổi nhưng mà được chú bé ngoan này là được ấy nhỉ? Chú bé ngoan cái gì? Em lên làm chú ấy nhỉ? Chả thế. Sướng rồi. Sướng sao bây giờ tiên lên băng. Em vào thay quần áo tí cho nó ấy đi. Để em làm kỷ niệm lại anh Khánh ạ. Chụp ảnh đi. Chụp ảnh cái này làm kỷ niệm nhưng mấy nữa em xem ngày bao nhiêu các thứ của em hay quên. Mày đừng gửi cho bố nhá. Đừng gửi cho bố, để tí anh điện cho bố không? Cho chơi bố thì ai đâu hoặc ấy không? Anh chưa bảo bố và mẹ. Chưa bây giờ về đây. Vừa chắc bệnh viện về thẳng đây luôn đi. Ông bảo mẹ luôn đi, tin vui như này anh không bảo mẹ. Cũng muốn bảo đấy nhưng mà để cho mẹ kiểu bất ngờ chứ. Để em gọi điện cho mẹ luôn. Để anh muốn bên mẹ đi làm không? Để muốn cho mẹ sự bất ngờ ấy. Nhưng mà mình nhìn thấy con anh đẹp trai xinh gái không? Hả? Mới 9 tuần lại nhìn thấy cái gì đâu. Em thì như vịt nhỉ, như mỏ vịt. Nhưng mà con trai con gái đấy Khánh. Hả? Sao biết được cơ? Chưa biết được cơ. Phải ba bốn con trai con gái. Nhưng mà anh thích con trai con gái hơn. Con nào là con. Con nào cũng được, anh càng tốt được. Đây, Ngọc đây. Hai em. Các bạn nào thương hả? Vào nghỉ đi. Về chứ xin vào nghỉ đi. Cầm nước để em cắm cho. Thôi. Cầm nước mày cắm á? Vâng, chưa thôi. Vẫn làm được. Để cái này để em ngắm xem cháu nhà nó đẹp trai. Anh bế vào nha, anh bế vào. Thôi, viên là ngắm phải bế em mới tỉnh ra mà đi được. Trời ơi. Thôi, ngồi nghỉ. Đấy, nhưng mà đúng rồi. Đúng là phải bảo mẹ Khánh ạ. Mẹ, nhưng anh muốn tặng bất ngờ cho mẹ cơ. Đó là, nhưng mà thôi cứ việc gọi mẹ và mẹ. Nay yên em thử gọi cho mẹ thì nhá. Gọi mẹ về hả? Vâng. Gọi mẹ tin vui như này mà không gọi mẹ. Ai cũng vui cứ dối hết cả lên. Dạ không. Nhưng mà gọi không biết mẹ có về không. Anh đi làm. Anh làm thì yên hỏi mẹ về được thì mẹ về không về được thôi. Ừ. Mẹ được. Đừng bảo là có bảo về có việc không. Về có việc không nhớ chưa? Yên để đến gọi mẹ. Lần sau đi khám mẹ mang cái này đi. Đâu. Nhớ mang theo kết quả này khi lần sau đi khám. Được. Mẹ. Mẹ đang đi làm cái gì ạ? Mày chiều cưới không phải chiều mai cứ kiểu nhiều việc không phải. Thằng này làm chú sướng. Rối rít lên. Rối rít lên đi. Ai muốn đi cầu nhà luôn đi. Về nhà làm gì?
Cháu cháu ơi, sướng hơn cả Khánh nha. Mấy nữa thì thôi, mấy nữa anh bắt bé cháu chỉ có chết cháu. Mấy nữa thì cứ cho như Đạt nghe là chị nó bắt chị đi làm bắt bé cháu ở nhà không? Ấy mẹ đã mẹ vay rồi anh Khánh ạ. Mẹ vay được không? Ít việc. Vâng. Hả? Vay luôn đấy. Vay luôn hả? Vâng, em bảo việc quan trọng mà bảo việc gì mà em không nói để cho mẹ ấy. Tò mò ấy. Vừa nãy anh em mày bảo một câu là từ nay là cơm nước nhà cửa là mày lo hết không? Đúng không? Phải không? Đúng không? Em bảo đấy. Em bảo em vừa nói em bảo để nay em nấu cơm có thứ thôi. Nay gì mày bảo từ nay được không? Từ nay. Nhà cửa mày lo hết. Chị Ngọc có bầu thì mày lo hết được không? Ngọc có bầu của anh. Em bầu bình thường mà vẫn làm được. Không. Nếu mà anh biết rồi, bầu này con bé à con nhỏ vẫn làm việc bình thường. Nhưng mà vừa mà nghe chú Hòa bảo là cơm nước nhà cửa từ nay không lo hết. Anh để em lo. Anh để em lo. Bây giờ vợ anh chỉ có ăn với là chơi thôi. Chơi thôi. Giờ anh phải đi xin vài sớm các thứ để nấu cơm nước cho chị. Quán anh bảo nhá, từ nay hàng hóa nếu cái chuyến nào gần thì đi ship được không? Xa thì bảo anh Toàn. Đấy, bảo anh. Em hôm nào em mà được nghỉ là đi ship cho chưa? Không, nhưng mà đợi em khoảng chục hôm nữa thôi là em làm được. Chục hôm nữa là em thi xong rồi. À chục hôm nữa thi xong. Còn bây giờ em đang thi xong thì năm sau với cháu. Không. Thi xong thì nó cũng vậy cả. Đi làm bố nữa rồi. Đi làm. Sau thì nó có công có việc tí thi học xong thì đi làm bố rồi. Đó là ở nhà rảnh nữa là bế cháu với anh em mình. Vậy thì em đấy à vẫn em nấu cơm nấu nước khoảng chục ngày nữa. Không làm vậy thôi, anh thì làm chứ giờ anh người không à? Ừ thôi vậy cũng được. Bảo sao vậy là được rồi. Anh vẫn chưa bảo bố à? Hay em gọi nốt bố luôn nhỉ? Không. Điên à? Bố không nói không? Ví bố phải để mẹ nói không? Để mẹ nói cho bố biết, còn anh không nói không? Sao anh cứ dối cả lên vậy chứ? Sao vui em bây giờ? Có thêm một thành viên mới chẳng biết mình. Bây giờ anh khoe cho cả xã, cả huyện để biết. Vâng. Không. Tí. Nhưng mà anh Khánh ơi, em thấy Đạt bên nhà xóm bên này, em thấy bé cháu với chị nó. Mày chuẩn bị vậy đấy á? Mày chuẩn bị vậy. Kiểu cứ trước ngày kiểu chị đi làm có thứ là ở nhà bé cháu rồi kiểu không ai hiện đùi đá gì. Vậy thì chưa làm bố được rồi. Vậy thì bảo sao già này? Chưa có. Anh yêu chưa có. Anh hạt rửa đít, thay quần áo, tắm táp, chùi đít, cân hết đâu? Khánh Khánh. Tớ cũng chưa có người yêu. Ôi dạ, ngay ngay cái mùi hoa. Không mà sợ anh Toàn vậy. Chú Hoàng chú Toàn ra chăm cháu để biết chùi đít cho cháu, rồi đít cho cháu. Không, tớ thì biết rồi, tớ có cháu rồi, tớ biết rồi. Ngay trông tao bắp suốt này. Nhưng mà em chịu quá, nhưng mà em nhìn thấy trong bên hàng xóm em thấy. Toàn đây, mai bế sẽ bắp đây nhá. Bế bắp đây, ta tập làm bố tí không? Bế bắp đây, ta mượn. Ok, được. Anh cho nó yên đùn để em tập rửa đít thế này. Được. Sao lại cho? Bắp cái yên đùn nó sao yên được. Nhìn anh như này, mình mặc vest đẹp tài lắm nhỉ? Mặc vest kiểu cưới. Anh nghĩ là vest của anh. Nói chung là anh nào mặc vest cũng đẹp phải không? Nhưng mà nếu mà mặc vest thì anh mình vẫn đẹp hơn anh Khánh. Con em chẳng đẹp. Thôi bây giờ đợi mẹ về đã không? Đợi mẹ về là cho mẹ biết cái tin vui ơi là vui này chưa? Cho đến mẹ cũng rối lên. Mẹ chắc nhưng mà nhìn đây. Dạ. Em vào cất đây cho, cất đây. Ở xong là Ngọc với đi, Ngọc vào rửa mặt mũi các thứ đi mới. Rửa mặt mũi các thứ đi. Xong là cắm cơm cần gì nữa? Và cắm cơm nhá. Này, chứ nhìn thấy mặt mũi như nào cơ? Nếu mà anh Khánh xấu vậy chắc. Thầy. Nhưng mà chị nào xinh? Con gái đấy xinh, còn con trai không biết. Yeah. Mà anh nhìn xem. Đẹp trai ấy cười không đẹp trai vậy. Ngọc xinh rồi. Thôi, Ngọc vào cất dưới đây cho anh rồi. Xong nấu cơm đi. Ôi để đấy, để đây tí chú Hoàn nấu cho. Đấy chưa, tí chú Hoàn nấu à. Tình kiếp thật đấy, lên chức phát kiếp rồi. Lớn thêm rồi. Thôi cứ vào rửa mặt bố đi. Bây giờ tí về cả Toàn này, với Ngọc, với Hoa, với Khánh. Bốn người giữ bí mật đấy không? Đầu tiên và tí mẹ và là phải bảo là buồn không? Mặt buồn không? Có việc quan trọng thôi. Tí cứ bảo tí là chị Ngọc bây giờ là bị đau ruột thừa không? Bây giờ là mẹ phải chuẩn bị tiền đi không? Cần tiền gấp. Cần tiền gấp đấy không? Ở đây con có 2 triệu không? Con vừa bán cái xe đạp điện của con đi rồi không? Bán xe đạp điện của thằng bạn đi rồi không? Trong đấy không? Bán xe đạp điện của thằng bạn đi rồi không? Bán xe đạp điện của thằng bạn con đi không? Để lấy tiền cho chị Ngọc chị đi chuỗi được thừa không? Mẹ chửi em chết. Hả? Xong bắt đầu bảo thế khám có thứ có giấy tờ chưa không? Xong bắt đầu bảo rồi. Yên này con Ngọc, chị Ngọc mang giấy tờ cho. Đây mẹ xem bên này không? Giờ ra đây. Chắc mẹ chắc vui chắc. Thôi bây giờ đi vào đã. Chú Hoàng vào nấu cơm nhá. Ok. Chắc Ngọc còn Ngọc đi tắm rửa các thứ đây.
mà... anh á, anh đi mua thức ăn. Anh ở đây, anh ở đây suy nghĩ xem mua cái ăn đã. Đi đi, ăn đi vào đi. Tốt cho cháu em rồi được chứ. Xem bé. Anh Hòa vào với Toàn, vào với Hòa đi. Xem chỉ Hòa nấu cơm em chuẩn được nhá. Cơm phải mềm thì nó ăn được ngon. Đi vào đi. Mỗi người một việc này. Chị ngồi tắm chưa? Đợi mẹ vào, mỗi người một việc. Đi vào đi. Ok, đi tắm nha. Còn hai anh em mình nấu nha. Đi đi vào, anh rửa mặt mũi đã.